là phường phường trúng số này cả nhà ơi. Trời à, ơi. Trúng có 2 tờ. Trời ơi, vừa đấy vừa trúng số nữa cả nhà. 29 tháng 7, 54 nè. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV ghé lại xe cá bi chiên của Thu Phương nè cả nhà. Hôm nay là thứ 6 nha cả nhà. Hiện tại là bi chiên ở nhà to quá, không biết là tình hình như thế nào. Đó. Anh nhí. Em ghi nhận lại những hình ảnh này cho tất cả các nhà về xe cá bi chiên chiều tối nay của Thu Phương. Hello Thu Phương. Hello anh. Hello tất cả mọi người nha. Xin chào cả nhà. Xin chào những anh chị em bạn bè mình coi live trực tiếp của anh Cuộc Sống Sài Gòn TV nha, lấy cái hộp được chị. Như thường lệ Vân và lời nói đầu tiên xin cho phép và đế chủ Thu Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương với tất cả mọi người. Những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại live trực tiếp của anh Cuộc Sống Sài Gòn TV một buổi tối thứ 6 hôm nay, bữa nay thứ 6. Một buổi tối buổi chiều mát mẻ và vui vẻ nha. Những anh chị em bạn bè nào mình chưa ăn gì uống gì thì mình ra 716 Trần Hưng Đạo để mình ăn cái viên chiên bò viên, cũng qua cửa ủng hộ anh nha. 2, 4, 6, 6, 5 mấy cục có nhận 70 nha bé, để qua rồi mọi người cũng rồi, đang đến 70 nha. Này nghe cái nhà Cuộc Sống Sài Gòn TV em ghi nhận lại buổi chiều thứ 6 chiều tối nay của Thu Phương như thế nào nha cả nhà. Thì cả nhà thấy hiện tại là thấy Thu Phương đang có một cái cùm tay lớn quá cả nhà ơi. Quà cưới á. Quà cưới hả? Quà cưới của ai vậy? Của anh là cưới vậy? Của chồng. Chồng hả? Trời ơi. Ở bên Mỹ rồi, chưa về. Chưa về hả? Chồng của Thu Phương nhà ơi, cái nhà ơi nè. Đây, chồng của Thu Phương tặng cho Thu Phương cái chiếc cầm tay nè. Và nó dưới này của lọ lem. Hả? Lọ lem đeo được 24 tiếng hả? Lọ lem đeo được 24 tiếng hả? Ôi chứ không phải chập tặng hả? Trời ơi. Number á. Number lọ lem phải không? Không mấy đường đen ok. Ủa cô mấy đứa lựa chưa? Nè lựa chưa chị? Bỏ vô hộp giùm em nha, lựa cho bỏ. Khách bắt đầu đến, mọi người đến ủng hộ Thu Phương. Đây là bé Diễm. Bé Diễm bữa sau phải đeo một cái còng bự bự á nghe bé Diễm. Cho nó quèn tay cho vui. Đúng rồi, thường là thấy Thu Phương mở áo đen, này mở áo đen, hôm nay mở áo khác lại. Hôm nay buồn á, thấy Thu Phương đúng không Diễm? Bữa sau mình trước khi ra đó mình hỏi Thu Phương liền là hôm nay là chế Phương là bạn đùa gì? Để em biết em lên đùa giống y. Làm double. Double tông sạch tông chứ. Sáng em đi trước rồi. Sáng bước trước à. Đây các bạn ơi, cá bi chiên của Thu Phương đây. Hiện tại là Thu Phương đang chiên. Đang chiên. Cuộc Sống Sài Gòn TV em ghi nhận lại những hình ảnh xe cá bi chiên chiều tối nay của Thu Phương. Sài Gòn thì tối nay là không mưa nha các nhà. Ok, Sài Gòn tối nay là không mưa. Ok. Hình ảnh này Thu Phương nè, đặc biệt là Thu Phương có chiếc còng khá là bự nha các nhà. Hiện tại là vàng lên 60 mấy rồi đấy Thu Phương. Mà Thu Phương đeo chiếc còng đó là kinh khủng á. Thu Phương đó là người yêu quà cưới của Thu Phương đó cả nhà. Quà cưới của Thu Phương á. Ủa quà cỡ không anh? Hiện tại là Thu Phương sắm được một căn chung cư rồi nha. Mọi người comment nói là Thu Phương sắm được một căn chung cư rồi. Đúng không Thu Phương? Ở đâu mà có? Thấy mọi người comment nói đó, Thu Phương sắm được một căn chung cư rồi. Chung cư ở quận 1 nha cả nhà. Bữa nay không chơi quận 5 nữa. Chơi quận 1 à. Đúng không? Gì? Nói gì vậy? Quận 5 xưa rồi, ở quận 5 lâu năm quá rồi. Mẹ em á hả? Mẹ em ở Bình Chánh á. Nghe Bình Hân Bình Chánh á, gần này quốc lộ 50 hay gì á. Đúng không Phương? Dạ. Bữa nay không chơi quận 5 nữa phải không? Chơi quận 1 thôi phải không? Chơi quận 1 hả?
người yêu tặng chiếc lắc cả nhà thấy to không? Trời ơi, nhìn chiếc lắc đó. Hôm nay vàng là 60 mấy nha cả nhà. Chiếc này là cây mấy? Cây mấy anh, hai cây Thu Phương? Trời ơi. Hả? Mấy chỉ à? Hả? Mấy chỉ à? Mấy chỉ à? Mấy chỉ à? Dạ. Tại nó bọc. Qua 50 rồi. Vàng bữa nay lên giá lắm luôn. Có mười mấy chỉ nữa mà. Vàng bữa nay lên giá lắm luôn. Lên giá lắm. Thu Phương đầu cơ vàng đó cả nhà ơi. Chung cư rồi bây giờ đầu cơ vàng đó. Rồi mọi người ai cho ăn cái viên kia thì mình ra mình ăn để lấy cái may mắn quen nha mọi người. Ca cho khán giả nghe bài đi Thu Phương. Ca bài gì chờ? Bài gì cũng được hết. Mới đặng nhạc có sao chờ. Có làm gì cho khán giả chờ. Chờ vui cái đi. Hôm nay Thu Phương tiết lộ một cái thông tin cực kỳ sốc nha cả nhà. Chuẩn bị là cưới chồng. Chuẩn bị là Thu Phương có chồng. Chồng đã tặng cho Thu Phương chiếc còng tay rồi đó. Quanh dầm không? Hát bài gì ông xã tôi number one này đó. Trời ơi. Thế Thu Phương có nhiều bài lắm mà. Nhiều bài mà tự nhiên vô đây cái em quên rồi giờ. Em không hiểu sao nữa. Em bạn bè mình đang có mặt tại kênh livestream của anh Cuộc Sống Sài Gòn TV với lại kênh của anh Hiệp Lang Thang như thường lệ và Vũ Thu Phương qua DS cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn những anh chị em thời gian vừa qua mình đã chia sẻ và đã ăn ủng hộ cái viên chiên Thu Phương. Còn những anh chị em bạn bè là mình ở xa mình chưa ăn ủng hộ thì mình hãy ra địa chỉ là 716 Trần Hưng Đạo để mình ăn cái viên bò viên xúc xích của Hoa Thở. Đây là nhà tự làm hết nha mọi người. Và đặc biệt có cải chua PD nè. Em phải ngâm 7 lần 7 49 ngày nha mọi người. Đó, ớt sa tế nè. Thấy không? Tỏi phi nè. Đó, rất là nhiều gia vị nha. Cho nên rất là mong tất cả mọi người, những anh chị em, bạn bè mình thương, mình yêu quý thì mình hãy ra địa chỉ là 716 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5 để mình ra mình trải nghiệm cái món ăn là cá viên chiên nha. Còn những anh chị em mà mình ở xa quá, mình chưa có việc ăn đó thì mình coi qua kênh YouTube đó. Mình thấy em ở trên kênh của anh Cuộc Sống Sài Gòn TV với là kênh của anh Hiệp Lang Thang thì mình hãy dành cho em, dành cho mấy anh YouTube một lượt like và đăng ký để mà giúp kênh của anh Cuộc Sống Sài Gòn TV với lại kênh của anh Hiệp Lang Thang phát triển hơn, để mà mấy ảnh có động lực để mà quay nhiều clip hơn nữa để mà phục vụ tất cả mọi người nha. Cá sống mà nhờ nước, còn mấy anh YouTube với lại Thu Phương sống mà nhờ những lượt đăng ký, những lượt chia sẻ của tất cả mọi người nha mọi người. Đó, yêu quý em. Và sau đây em sẽ tin tặng mà mọi người bài hát được mang tên ông xã number one. Em hát được có 1 câu 2 câu rồi đừng. Ông xã em number one. Ông xã em luôn chung tình chỉ mình em với mình em. Và sao? Thấy chưa? Có ca cái quên rồi. Chết rồi. Nói chứ không có hụt bài đó anh ơi. Ông xã tặng Thu Phương cái chiếc còng này nghe cái nhà này nè. Đó, rồi, chiếc còng này là ông xã tặng nè. Không có cái này dạng lọ lem. Em chỉ đeo được có 24 tiếng thôi nha mọi người. Đeo được 24 tiếng à. 24 tiếng rồi chuẩn bị nó bay màu thôi. Hôm nay là Thu Phương bung lụa đó nha cả nhà. Bung lụa đó. Ôi ôi. Đây là xuống sát đó. Đây là xuống sát bung lụa đó nha. Còng này ra chợ Hòa Bình bán cá đóng luôn á. Hôm nay vàng lên quá nên là Thu Phương cá vi chiên cũng lên, nên là cá Thu Phương làm luôn bung lụa luôn nha cả nhà. Hát rồi không? Hát hả? Ờ. Ô trời đẹp ơi, cây này Thu Phương ơi. Ôi ôi. Trời ơi. Nghe ông xã Thu Phương hả? Ôi ông xã từ Nha Trang vô hả? Hồi xưa làm người mẫu em là Vũ Thu Phương hay là Bình Minh á. Ông xã năm vòng anh mới hát á. Thu Phương vừa gặp người đúng ngu như cái nhà. Và chiến trần thì thôi bỏ qua một bên. Cái đó là ống đốt luôn. Đó cả nhà thấy không? Thu Phương chiều tối nay
thì cuộc sống Sài Gòn TV á, thì em cũng ghé Thu Phương thường xuyên, cũng như là cập nhật lại cho tất cả các nhà nè. Ồ, cá vị chiên hấp dẫn không? Nào vườn sáng quá. Thu Phương sáng quá hả? Anh bạn này nói là Thu Phương sáng quá nè. Ngại ta, thanh niên mà ngại hả? hồi nãy không ra sớm coi Thu Phương có gặp người yêu lý tưởng nha. Đúng gu, đúng gu Thu Phương luôn, từ Nha Trang vào. Hả Phương hả? Dạ. Đúng không? Anh đứng thêm, cảnh đứng thêm chút xíu là anh 2-4 miếng tả. Ồ. Anh hết cơ hội để đổi rồi. Ờ. Hết cơ hội gặp không Thu Phương? Anh nói mấy ngày nữa anh vô nữa mà. Đó, mọi người có nghe tiếng gì không? Tiếng xèo, cũng như đổ bánh xèo rồi đó không? Ờ. Của ai đây? Của anh Trâm. Em đứng em quay toàn cảnh xe cá bi chiên của Thu Phương chiều tối nay cho cả nhà. Em cũng xin chúc cả nhà luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo của em. Bye bye. Đại gia đi ô tô tới thưởng thức cá bi chiên của Thu Phương nha cả nhà. Ồ, cả nhà thấy không? Có anh đại gia, ô trời ơi, đi ô tô tới thưởng thức cá bi chiên của Thu Phương này. Thu Phương trúng số đây cả nhà ơi, trời ơi, trúng được 2 tờ, trời ơi, vừa đấy vừa trúng số nữa, 29 là tháng 7, 54 nè, đây Thu Phương có trúng số rồi cả nhà, trời ơi, tôi có những cái nào cho tôi móc vô đây, giờ đi, trời ơi, 4 tỷ luôn, giờ đi có gì dòng ở đây, trả gấp đôi, ngày mấy? Nè gì coi đi. 29 là tháng 7. 29 tháng 7. Chúng ta Thu Phương bây giờ là mua biệt thự nha cả nhà chứ không á chung cư nữa nha. Chung cư quận 1 thì để đó. Trời ơi Thu Phương trúng số nè mọi người ơi. Trời ơi mừng lắm luôn á thiệt á. Hỏi trúng nhiêu đi. Trời ơi nhiêu Thu Phương? Trúng 100.000. 100.000. 2 tờ. Đeo ngày nào đeo chốt coi chú này. Cái gì vậy? Ngày nào đeo? Ngày 29 là tháng 7. Ngày 29 là ngày đâu em ta đâu tháng 7. Rất nhiều anh chị đến ủng hộ Thu Phương nha cả nhà chiều tối nay. Cuộc sống Sài Gòn TV ghi nhận lại cho tất cả các nhà nha. Mọi người đứng chờ cá bi chiên của Thu Phương chiều tối nay. Cả nhà thấy không? Đây. Đó, anh chị nè, anh chị muốn ăn cá bi chiên của Thu Phương nè. Cả gia đình luôn nha cả nhà. Cả gia đình đi ăn cá bi chiên từ Đồng Nai lên ăn cá Bình Dương. Bình Dương. Sông Úc là Bình Dương nha cả nhà. Ăn cá bi chiên của Thu Phương nha cả nhà.